Con tên là Tấn Bảo, con 12 tuổi. Con đến từ thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Con vừa được chọn vào vòng trong của chương trình Từ Đỉnh Sông Ca Nhí mùa 2. Con cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Và con muốn chia sẻ niềm vui này cho bố con đầu tiên. Bố con làm ở Quảng Ninh. Mỗi ngày bố thường đi tàu về nhà. Hôm nay bố thấy con ở đây, chắc chắn bố sẽ rất bất ngờ. Bố con đi làm xa để kiếm tiền lo cho gia đình. Dù bố rất bận nhưng bố luôn dành thời gian chăm sóc mẹ, anh hai và con. Con rất tự hào về bố. Bố là người truyền cảm hứng cho con trong âm nhạc. Nhờ có bố, con có thêm niềm tin trong cuộc sống. Để làm thần tặng bố nhé. Thank you.
con. Hay quá. Ngày hôm nay thì con hát rất là mùi, mà hình như thấy huấn luyện viên Dương Triệu Vũ là đứng dậy rồi mắt rưng rưng rất là cảm xúc, nhưng cái cảm xúc đó bắt luôn. Mời gia đình vui vẻ. Chào Tấn Bảo. Chào cô ạ. Cô không có muốn đem chuyện quê quán ra nói nữa đâu. Nhưng mà Hải Dương nó cũng gần Hải Phòng con ạ. Chị ơi, phong thủy chị. Thủy. Rồi. Tấn Bảo biết sao không? Thật sự là khi mà con cất tiếng hát lên, cô ngồi đây với chú Vũ nổi hết da gà. Nổi da gà từng cơn luôn, cô vuốt xuống nổi nữa, vuốt xuống nổi nữa. Cô luôn đo cái cảm xúc của mình. Trong giọng hát của con á, nó ẩn chứa rất là nhiều thứ. Nó là cái nội tâm của con. Mà điều đó thật sự rất là khó tìm ở một cậu bé còn nhỏ như con. Và cô nghĩ rằng là nếu như cô có cơ hội đồng hành cùng con, cô sẽ giúp cho giọng hát của con hay hơn và tìm cho con những ca khúc phù hợp hơn nữa. Cô khẳng định là cô sẽ làm được. Yeah. Cảm ơn cô ạ. Thật sự sau cái năm qua đó, chú không bao giờ nghĩ chú có thể tìm được một nhân vật nào giống như là Đức Vĩnh nữa. Con mở miệng ra con hát, chú bị hốt hồn ngay, tại vì cái giọng con nó rất ngọt ngào, nó điêu luyện, không sai một nốt, không sai một tông. Và cái điều đặc biệt hơn nữa làm cho chú phải bất ngờ mà chú nhảy đành đạch ở đây. Con không phải là người miền Nam, mà giọng con là của người miền Bắc. Bây giờ chú không biết nói gì nữa, nhưng mà chú mong, chú hy vọng con cho cô chú cái cơ hội để có thể giúp con được giành tới cái giải quán quân của Tuyệt Đỉnh Song Ca mùa thứ hai. Wow. Cảm ơn chú ạ. Cô Cẩm Ly là rất là được quý vị khán giả yêu mến ở cái thể loại này. Cô Ly có chia sẻ gì về cái giọng hát này không ? Mời cô Ly. Chào con. Chào cô ạ. Con hát bài này rất là ngọt, Bảo ơi, rất là hay luôn. Khi gạt cái cần thì ai cũng muốn thí sinh về đội của mình. Và cô rất là mong con về nhà của mình. Bây giờ ngồi đây cũng bồn chồn lắm, bởi vì bị kiến bu á. Cái giọng hát con nó ngọt như đường vậy. Cái ngọt của giọng hát con nó ám cả nguyên một khu vực này, và cảm giác kiến nó bu đây rất nhiều. Tiếng hát của con là nó đi thẳng vào trong tâm hồn của chú, ứa máu nè con. Tới đây là cầm máu cho chú liền đi. Được không con? Trời, nhìn cái dáng của con y chang dáng của chú hồi xưa luôn á. Nữa luôn. Rõ ràng không nhỏ con? Lập ơi, nhưng mà hồi xưa mình có hát được ngọt như vậy không Lập? Đó, hồi xưa không phải là ca sĩ nghe, nhưng mà vẫn hát được mấy cái nhạc mà mang âm hưởng dân ca. Đó, bây giờ Lập thử một câu cho để coi cái sự tương đồng của mình nó có phù hợp hay không. À, em xin muối rượu qua mắt thở xíu nghe chị Cẩm Ly. Đâu có gì đâu em, hát hay nó không có bằng hay hát. Dạ. Ừ. Gió miền xuôi thổi xuôi miền ngược, cánh chim chiều mỏi mắt đợi trông. Bao giờ gió ngược thổi lên, bao giờ anh để, chứ bao giờ anh để em thôi đợi chờ. Đủ cho con về với chú chưa? Để con tính ạ. Rồi, để con tính nữa, được rồi. Phải cứ để là mình có duyên, có phận với nhau thì mình về với nhau nghe con. Bắt đầu để con tính là có một cái sự lung lay ý chí rồi đó. Bây giờ con hãy nghe cái cặp đôi lấp lánh xương xa hột lựu nè. Ngồi xuống đi em, Huy lại Huy. Em nè, bây giờ vậy nè. Thật ra, chào Bảo. Chào con. Khi mà con hát á, thì những cái sự tăng động trong người cô chú nó bị kìm hãm lại hết. Bởi vì tất cả mọi người đều muốn im lặng ngồi đó và nghiêm túc nghe con hát, mọi thứ nó giống như dừng lại vậy đó. Con có một cái giọng hát rất là ngọt, cái phong thái, cái cách trình diễn của con quá hồn rồi. Thì đây là cái bản lĩnh trong con người của con. Và khi mà cô nhìn thấy con vậy á, cô ước ao giá như mình có được con để cô có thể làm những thứ xung quanh của con đẹp hơn, tốt hơn và hay hơn, để con cứ yên tâm mà hát mà tỏa sáng thôi, đúng không Huy? Đúng. Nói chung bây giờ chú đang rất là hồi hộp, chú thật sự rất rất muốn con về với đội của chú. Bây giờ chú ngồi mà tim chú nó muốn nhảy ra ngoài luôn. Con thấy nguyên con cáo ngay đây không, cái mặt nó cứ gì. bây giờ chú hỏi Bảo nè, trước khi con bước ra sân khấu thì trong đầu con là chắc chắn là có một cái sự lựa chọn về huấn luyện viên này đúng không ? Vâng ạ. Và sau khi con hát xong thì nghe cái lời thuyết phục thì con có thay đổi cái ý định đó không? Có. Wow. Và bây giờ con hãy nói cho chú biết cái tên của hai vị huấn luyện viên mà con sẽ về với đội. Xin mời. Con rất cảm ơn vì 6 vị huấn luyện viên đều đã chọn con.
Đầu tiên con có ý định là chọn đội cô Cẩm Ly và chú Huỳnh Lập. Rồi nói vậy là thôi rồi. Nhưng con sẽ chọn về đội của cô Úc Thanh Vân và chú Dương Diệu Phú ạ. Mời cô. Con, em nói thiệt với lại chị Ly với lại Lập á, là mình đừng có buồn. Nhưng mà thôi, nếu có buồn thì mình cũng chịu đi chị. Ủa, hồi nãy em nghe nói trong cánh gà là anh đâu có dám chặt chém chị Ly đâu. Bây giờ anh không nói thì gì. Em đang ủi mà, anh đang ủi mà. Đâu mình, dạ. Có ngựa chiên đó. Qua mình đi ăn ủi, ăn ủi đội này nè. Đội này không hề buồn nha Khang, đội này mới buồn. Không, thưa quý vị, tôi phải ngồi đây tôi ăn ủi cái đội của Như à. Như à, sau khi Như Huy mình cố gắng nhiều chiêu để mà thuyết phục thí sinh nhất á, mà nãy giờ hai lần đều trật lất hết trơn á, thì không biết là mình có đổi cái chiến thuật để mà kêu gọi thí sinh không? Thật sự thì hồi nãy á, là đã trải qua cái là lăng lê bò trường, tăng động, sau đó chuyển qua điềm đạm rồi sang trọng quý phái mà vẫn không được gì. Ê, cả luôn. Thì thôi quyết định là âm trì. Cái gì? Âm thầm theo dõi. Bây giờ từ ánh mắt sẽ đến trái tim thôi. Không, em có chiến thuật cho đội bên đây nè. Nè, mình kết hợp được thôi, mình rã nhóm đi. Ê, người ta quý nhau không hết nữa. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cặp đôi thứ ba. Mình chuyển chiến thuật mà. Đi. Mình xuống đi Như. Mình giữ hình ảnh nhẹ nhàng. Dạ, đúng rồi. Thì bị dạ, rất nè. Dạ, riêng vậy. Cặp đôi Ngô Kiến Huy, Cả Như có vẻ như vẫn còn lục đục nội bộ và chưa tìm ra được chiến thuật hay nhất cho mình. Chúc hai bạn may mắn lần sau. Sẽ ngồi bên cha nhiên, còn em sẽ ngồi bên mẹ. Bới chén cơm cho đầy để ta già đua cho lẹ, nghe hạnh phúc reo mừng như tiếng chim ca. Bữa cơm nào cũng vậy, khi tổ cá kho ráo trời, lại ngó cha, cha nói tém tôm chia phần để nuôi cò. Anh em mình đều không hề chiêu, mà nghĩ thương cha, thương cả cánh đồng hoa. Mùa hạ hoa mau, mùa thu tàn hôm nào, mùa đông sẽ lạnh tới đâu. Chén cơm không cho đầy để con già đua cho lẹ, còn cha cũng chiến căng rằng cha mãi biết đồng xô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rau đắng quá hai con ơi, ngồi nghe hai con hát mà nổi da gà luôn. Xin cảm ơn hai vợ chồng. Nếu như mà trên cái tiết mục này mà đúng là hai cô chú Vân Vũ mà đóng vai hai vợ chồng đây nữa là tuyệt số dách luôn. Vậy bây giờ không biết là mình thử lại cái đoạn mà hai vợ chồng ngồi mà có hai đứa con vậy được không ta? Mình diễn thử đoạn được không? Được không quý vị? Một đoạn ngắn thôi. Dù trang phục có không hợp chút nhưng mà quý vị đừng có tập trung vô cái phần trang phục, quý vị tập trung vô cái cảnh gia đình sum họp đồng ấm. Bà mẹ giống tiên mắt đọa quá nè. Ủa mà cái cày cầm sao? Đúng rồi anh, cày cầm đúng rồi. Đúng rồi, dạ. Rồi bữa ngược ra sau lưng. Đúng dạ, rồi. Đúng rồi đó. Mình ngồi nhớ lũy tre xanh vào quanh khung trời kỷ niệm chợt thèm rau đắng. Rồi, bà nấu dở lắm, tôi ăn đâu. Trời ơi, dở lắm, chén không dở. Tiếp một người ta đang mộc mạc dễ thương. Rồi, về bà ơi. Về giúp chồng đi. Không về để giờ, không về để giờ rồi. Hai con đã chọn đúng cái dòng nhạc mà cô Ly là người rất là chuyên môn và rất là am hiểu. Mời cô Ly chia sẻ trước. Ngọt, rất là hay. Nhưng mà đối với Tèo em á, con cẩn thận ở những cái đoạn đầu á của bài hát á, con chưa có tập trung, con mắt con còn láo liên nhiều lắm, hình như là muốn nhìn xuống dưới đây dòm chú Vũ coi chú Vũ có ra hiệu cái gì hay không á, cho nên là cái mắt của con nó không có được tập trung như bảo. Đi dễ sợ khi mình cũng diễn á là mình phải tập trung và luôn, đừng có láo liên, tại vì cái bài nhạc nó đang tình cảm mà, con nói về ba mẹ mà phải không, cho nên mình đặt tình cảm vào bài hát, đừng có bị phân tâm, tại vì nó làm vậy nó mất cái cảm xúc của người ta khi con hát ngọt mà con cứ không có tập trung, hiểu không? Chứ còn hai đứa hát bài này thì rụng rúng luôn. Tốt quá, chúc mừng Tấn Bảo với Tèo em nhiều nha. Dạ, con cảm ơn cô lắm đi. Hai con làm cho cô chú rất là tự hào. Hai con hôm nay tất cả những gì mà chú dặn dò con đã làm được. Như con Tèo đó, con nhớ là chú đã nói con không? Con phải là người kể chuyện, con phải nhập tâm thì con mới thể kể cho mọi người nghe được con đang nói gì. Mà hồi nãy thì đúng như cô Ly nói là con hơi bị chi phối một chút xíu, nhưng mà so với cái lúc tập là con đã làm rất rất tốt rồi. Cảm ơn hai con đã làm cho cô chú rất tự hào. Cảm ơn hai con rất là nhiều. Một lần nữa chú Khang chúc mừng hai con nha. Anh hai. Ủa bữa nay anh hai bán được nhiều không nè? Cũng tạm à, bữa nay em bán được nhiều không? Em ế lắm anh à. Thôi đừng buồn, dưới đây anh hai có quà nè. Ơ, thiệt hả? Ừ. Quà gì vậy, quà gì vậy? Nè. Quà. Một cái bánh bao hả? Ủa, ế mà cũng có bánh bao là sao ta? Ờ. Thôi anh hai ăn đi. Thôi Út ăn đi. Anh hai ăn đi. Thôi Út ăn đi. Hay thôi cả hai đứa mình cùng ăn nghe. À. Chưa con hai
cơn mưa chiều mẹ lối đồng xa, thương con không nghĩ thân mình, mẹ dầm mưa ướt, mẹ dầm mưa ướt bắt từng con cua. Lại nhớ mẹ rồi phải không? Thôi em đừng buồn nữa, em vào ăn bánh bao đi. Chỉ muốn ăn bún riêu cua của mẹ nấu thôi. Xanh rượt nấm nào mẹ nấu ăn, giờ thèm được nhớ xưa, nằm trên chiếc võng sao hè, được nghe tiếng hát ghi dấu của mẹ ru các em. Còn nhớ mẹ ơi, năm ấy mưa tơi bời, đồng mẹ bắt cua, nhìn từng giọt mưa rơi, lòng con cứ mãi dâng trào, vì con không nghĩ thân mình mẹ dầm trong gió mưa. Mẹ ơi, bao năm xa cánh quê, con luôn luôn
Về, về với mẹ con, em xin lỗi. Xin được cảm ơn một tiết mục rất xúc động. Và xin được cảm ơn diễn viên Thanh Ngọc rất nhiều. Xin cảm ơn chị ạ. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu với đội mà mạnh mẽ nhất nhưng cũng rơi nước mắt. Đó là chính là đội của gia đình Ngô Kiến Huy và Khả Như. Cảm ơn hai con đã mang đến một cái tiết mục bún riêu cua đồng. Và cái giọng hát của hai con phải nói là mê đắm. Thật sự mà khi mà nghe hai đứa hát á, người cứ mênh mang. Cô nghĩ là nhiều người giống cô có cảm giác không chỉ là cái nồi bún riêu, không chỉ là nhớ mẹ mà nó mang nhiều cái cảm xúc về quê hương, về đồng ruộng. Và để mang được nhiều cảm xúc đó thì phải đòi hỏi những cái chất giọng đầy tình cảm và cảm xúc như tụi con. À, như chị không hiểu khúc cuối là sao mẹ nói xin lỗi. Tức là hai người con đang ngồi ăn, sau đó là nhớ về bát bún riêu cua của người mẹ và người mẹ xuất hiện, cảm thấy là hai người con này đang trải qua cuộc sống quá là khổ, thì tự nhận hết lỗi lầm của mình để cho hai người con mình phải sống cuộc sống như vậy. Phải vậy không dạ? Anh Vũ đúng rồi em. Dạ. Có những cái hoàn cảnh mình không thể nào mình giải thích được, cho dù mình nhìn vô mình kêu là cái này vô lý quá, nhưng mà tất cả những chuyện trên đời này nó đều có thể xảy ra hết. Nhưng mà cái duy nhất một cái điều mà không thể nào chối cãi được là cha mẹ, cho dù gì đi nữa con mình vẫn là số 1. Có nhiều cái hoàn cảnh nó đẩy đưa làm mình không được gặp con mình, nhưng mà trong sâu thẳm nhất mình vẫn tìm tất cả mọi thứ ở trong cái khả năng mình có được tốt nhất dành cho con để mà có thể bảo bọc cho hai đứa con. Và cái đó chính là cái hành động của bà mẹ lên thấy con mình mới cái tuổi này thôi mà phải bươn chải để kiếm sống, phải đối chọi với đời, thì cha mẹ nào mà không đau, đúng không? Nhưng mà em không hiểu là sâu xa bên trong nó còn cái gì không, và ý nghĩa nó như vậy là mình cảm thấy rất là hài lòng về tập tiết mục. Tập sau là mở màn tiếp, là một câu chuyện khác. Tức nữa là nếu mà vô trong tiếp á thì huấn luyện viên sẽ kể tiếp cái câu chuyện đó, cho nên là mình cứ chờ đợi hồi xem tập sau sẽ rõ. Thiệt sự như rất là tinh tế. Là tại vì Vũ sẽ xây dựng một câu chuyện cho hai anh em Tí và Tèo. Đây là Tí, đây là Tèo. Và nếu như mà mọi người để ý kỹ á, thì ở trong cái hình ảnh, ở trong cái video clip đó, là cháu đang cầm cái hình ảnh lúc mà hai cháu ăn cơm, đang hát bài Rau Đắng Mọc Sau đúng Hè rồi, với bài đúng bài rồi, cha. Dạ. Em rất là tinh tế. Em cảm thấy là có một cái đường link nên em mới hỏi là tại sao người mẹ ra xin lỗi, làm sao có cái chuyện gì, và em vẫn nghĩ là sẽ có phần continue tiếp theo. Sẽ còn nữa. Sẵn đây, trước khi mà mấy anh chị bắt đầu chấm điểm hết thì cho Vũ làm một cái hành động mà và từ đây trở đi đây sẽ là cặp song ca Tấn Bảo Nhật Duy. Xin mời mọi người hãy nhớ cái tên này nha. Bây giờ thì Nguyễn Khang hỏi một chút với lại Vũ là cái tên Nhật Duy, Nhật thì là biết là mặt trời rồi, Duy này có phải là duy nhất hay là như thế nào không ạ? Duy trì mãi ánh sáng. Duy trì mãi ánh sáng. Thầy của cháu tên là Dương cũng là mặt trời, thì cháu là Nhật. Mình có thể hiểu theo cái nghĩa đó. Đọc ngược lại, Nhật Duy nó cũng giống như là duy nhất vậy đó. Bởi vì cái giọng hát của con nó rất là khác biệt. Mặc dù là hôm nay chưa kịp cúng xôi chè để đổi tên, nhưng mà hy vọng là cái tên này cũng sẽ mở ra một cái tương lai sáng rực cho con nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ông Bụt. Khi mà tụi con ra đây thì chú mới phát hiện ra một điều nữa là hai đứa diễn dễ thương quá. Hai đứa tài năng không có dừng ở cái việc là mình hát đâu, còn diễn có diễn xuất này nọ cực kỳ dễ thương. Đôi khi là những cái điều đó nó vụng về thôi, nhưng mà đối với tụi con thì như vậy là đã quá thành công, quá là trọn vẹn rồi.
một mình lỡ giữa sông buồn. Xin được chúc mừng Tấn Bảo và xin được giới thiệu đến quý vị nghệ sĩ Duy Kim. Và với đàn kìm, nghệ sĩ Hồng Ân. Ca khúc vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Bắc Sơn, Đêm Nghe Bài Vọng Cổ. Thì đây là một ca khúc mà chưa từng được thể hiện live trên sân khấu lần nào cả. Cho nên Nguyên Khai cũng muốn hỏi huấn luyện viên Dương Triệu Vũ là tại sao cái ca khúc này chưa từng được thể hiện live trên sân khấu? Cách đây mười mấy năm thì lúc đó chị Hai Lan có gửi cái bài Đêm Nghe Bài Vọng Cổ cho anh Hoài Linh. Anh Hoài Linh mới cho Vũ nghe và từ đó Vũ đã rất là yêu cái bài hát này. Nhưng mà theo Vũ quan sát, tới bây giờ mười mấy năm sau vẫn chưa có ai hát cái ca khúc này live hết. Cái lý do là tại vì nó rất là khó hát. Từng câu, từng chữ đều có cái sự luyến lấy ở trong đó hết. Treo ở trên trời rồi nó xuống rất là thấp. Và một cái điều thú vị nữa, trong cái buổi tập dượt, thiệt sự Vũ muốn có một câu giọng cổ để mà cái câu cuối cho nó mang được ra đúng cái chất của bài. Thì nhạc sĩ Minh Vi mới nói với Vũ là em có muốn không? Vũ nói được không anh? Nhạc sĩ Minh Vi ngồi xuống tại chỗ trong vòng 15 phút viết ra cái câu giọng cổ này cho cháu và đến bây giờ mới có được cái bài Đêm Nghe Bài Giọng Cổ một cách trọn vẹn như vậy. Đêm mưa nào lòng con buồn nhớ mẹ, khói lam chiều bếp lửa đậm tình quê. Phương xa con nhớ mẹ hiền, nghe bài giọng cổ thương về quê. Rồi. Cảm ơn anh Minh Vi rất là nhiều. Anh là một người em rất là ngưỡng mộ, yeah, rất là tôn trọng. Thưa quý vị, nhạc sĩ Minh Vi cũng chính là giám đốc âm nhạc của chương trình. Anh có thể viết trong 15 phút mà ra một cái bài giọng cổ. Thậm chí anh có thể đi 7 bước mà ra được cả một bài thơ. Wow. Yeah. Cái này là Nguyên Khang nói thêm thôi, chứ chưa kiểm chứng nữa. Cô nói thật là cô rất là nể phục con. Con nói giọng Bắc là chuẩn hoàn toàn, nhưng mà đến khi con hát giọng miền Nam, nó ngọt ngào, con làm rất là tự nhiên. Nó vừa đủ cái độ đầy cần có của dòng nhạc này, nhưng mà nó vẫn giữ được một cái chất nó rất là thanh tao. Cô nghĩ rằng là bố mẹ rất là tự hào về con và cô chú cũng vậy. Cảm ơn con Tấn Bảo. Vâng, bây giờ thì xin mời cô Cẩm Ly chia sẻ đôi điều ạ. Cô chỉ có một câu thôi, ngọt lắm con. Cảm ơn cô. Tấn Bảo, khi mà con hát á, cái thần thái của con á làm cho cô cảm thấy an tâm khủng khiếp. Cái khung cảnh đó buổi chiều chiều á, rồi mấy cái này nè, em tính nói luôn đó. Nó giống như là một cái buổi đờn ca tài tử đó. Đúng đó, rồi, đó, chính đó, xác.
mình nghe giống như là một người nghệ sĩ. Đúng. Và hát với những cái tâm trạng nó nhẹ nhàng, bình tôi không có suy tư, không có suy nghĩ giống quá như nhiều. Là con không phải là con thi mà con đang trải lòng kể cho người ta nghe câu chuyện của tôi yêu giọng cổ, tôi yêu một cái câu hò điệu lý và nó ngọt ngào và tình cảm lắm con ơi, chúc mừng con. Đây là một cái bài mà chú rất là yêu thích, chú yêu lắm luôn. Và hôm nay con đã mang một cái linh hồn cho cái bài hát này. Chú hy vọng là sau khi mà cái tập này được phát sóng thì sẽ nhiều người biết hơn hát lại cái bài hát này. Cảm ơn con. Cảm ơn chú. Xin các bà con cô bác ổn định chỗ ngồi. Rất hân hạnh khi các anh chị, các cô bác có mặt trong buổi tối hôm nay trong buổi đại nhạc hội của chúng tôi. Chúng tôi là đoàn Mây Mưa. Dạ, âm nhạc cho nhỏ lại chút xíu giùm em. Dạ. Xin lỗi. Trời ơi, mình giới thiệu cái gì vậy? Tôi quên. Trời ơi, cái tên tại gì mà tên? Tại vì ngày xưa đó, cái tên đoàn của chúng tôi là Mây Bốn Phương Mưa Tám Hướng. Mà từ khi mà đặt cái tên đó hả, đi đâu cũng ế hết. Dạ đúng rồi, mưa suốt bán vé không có được. Rồi đằng sau đó đặt tên Mây Mưa. Trời, nghĩ sao mà đặt tên tôi, y như tôi, là khu tôi là cửa Vũ, khách sạn. Tôi là Vũ, chuyên môn hát tân cổ. Dạ. Còn bà xã của tôi là... Dân, dạ tôi là nghệ sĩ múa lửa. Dạ. Bởi vậy cho nên á, sau đó là tụi tôi quyết định không có đặt tên dài dòng nữa, ngắn gọn tên hai đứa mình thôi ha. Và giới thiệu với bà con cô bác, gánh hát của chúng tôi là gánh hát Dân Vũ. Chúng tôi đã đi khắp năm châu bốn bể và chúng tôi mời về hai thần đồng âm nhạc vừa đẹp trai vừa trẻ. Xin hãy cho một tràng pháo tay thật lớn cho hai thần đồng âm nhạc Tấn Bảo, Nhật Duy. Đường về cành thâu, đêm khuya ngõ sâu như không màu, qua phanh phanh có bao mái đầu, hát thiêu vàng ánh điện câu. Ngoài phố chiều nắng tắt bên sông, người đi đi ngoài phố bóng sáng xưa mịt mờ, thành ghế đá chiều công viên ngày xưa đã hết rồi. Người đi đi ngoài phố chiều bỡ ngỡ bơ vơ, người đi đi ngoài phố chân lạc loài, hình bóng cũ bạn thân ơi còn đâu ngày xưa đã hết rồi. Xe lăn trong đêm cuốn xa dần biến đầu tìm, mưa thu bay sẵn xe lòng ướt vai miền, hoàng hôn dần xuống xuống. Tâm tư cô đơn cháy
ngóng chờ. Nhìn theo phía chân mây đợi chuyến xe xưa về chưa. Nếu hay chăng người ơi trốn xa rồi chàng trai còn đêm sông. Người đi đi ngoài phố bóng dáng xưa mịt mù, có hay chăng người ơi trốn xa xôi chàng trai còn đêm yêu thương dắt lên buồn phàn loạn hờ. Hình bóng cũ bạn thân ơi còn đâu ngày xưa đã hết rồi. Người ơi trốn xa xôi chàng trai còn đêm yêu thương dắt lên muôn vàn oán hờn. Nếu mai đây về cũng trên chuyến tàu hoàng hôn. Trời ơi là trời, trời ơi. Ông bà chị em thấy sao ạ? Mấy đứa con tôi sao? Dạ thưa quý cô bác, kính thưa quý khán giả, đó là tiết mục của gánh hát dân vũ. Và dạ, cảm ơn guitar Vũ Duy, Nam Thần Trong Lắp, Hiếu Trung, Tấn Bảo, Nhật Duy và chồng của tôi Dương Triệu Vũ. Xin cảm ơn. Cảm ơn mặt hơn. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Ủa mà cái suất này mình diễn có một suất duy nhất đấy hả? Một suất duy nhất, chỉ một đêm duy nhất. Chỉ một đêm duy nhất. Dạ. Thưa quý vị, một lần nữa thì Nguyên Khang xin được giới thiệu lại phần thể hiện của Tấn Bảo, Nhật Duy và đặc biệt là Hiếu Trung chơi cây mồm trống lắc đúng không con? Cái này chơi khó không con? Dạ cũng khó. Không khó đúng không? Dạ. Tức là ví dụ như con chỉ qua một cái thì là chú Huỳnh Lập với lại chú Ngô Kiến Huy có thể chơi được đúng không con? Dạ, là chị ở xóa xuống đây nữa. Được. À dạ hả? Vậy bây giờ thì trước khi đến phần nhận xét thì chú muốn mượn cái trống của con để cho hai chú kia đánh thử coi giống như nhỏ đánh không? Mời chú Huỳnh Lập với lại chú Ngô Kiến Huy. Bây giờ chú hỏi là bây giờ cái này là mình lấy cái tay mình đánh vô đây đúng không con? Bây giờ mình thay cái tay bằng cái mặt được không? Cái gì mà nó đơn giản được á con, mà độ tuổi khoảng mới đẻ ra làm được là con cứ chỉ cô chú. Ừ. Ok. Đó cơ bản đó. Quy Quy, chị tự hào về em. Bây giờ quý vị sẽ thấy cái thần thái y chang. Thằng bé nó nói đến cơ bản mà sao nó bài bản quá. Bây giờ Lập, chúc em may mắn anh hỗ trợ nha. Rồi đưa cái micro nè, vô nè. Nè con có dùng cùi chỏ đó nghe Lập. Ủa sao nó không có nhịp vậy trời. Em đánh nhau ông mì gõ nhà anh á. Ông muốn gặp gì. Trời ơi. Nó khó lắm luôn á con. Con vuốt lại coi. Con vuốt lại nãy con vuốt làm sao. À. À. Ủa kỳ hả. Đúng rồi Huy, Huy, Huy. Đúng rồi em ơi, hay quá em ơi. Đúng rồi bé.
Cái này là bị rối loạn về hành động và hành vi nè. Phải không? Cái này là sao vậy? Thưa quý vị, và ngay bây giờ phần trình diễn của MC Bé Khang. Nè, Bé Khang làm cái luôn đi. Thôi được rồi, anh đã lũng cái trống ta hết anh ơi, anh vô anh cứu vô cái trống không à. Khi mà nghe các bạn nghe cái phần trình diễn này em bị trôi dạt. Ít khi nào mà những người trẻ tụi em có dịp được nhìn thấy cái bối cảnh mà Sài Gòn xưa. Hai đứa con hát hay là quá tuyệt vời rồi, ngọt ngào quá rồi. Và âm nhạc đường phố, mà thật sự á, âm nhạc mà ra được tới đường phố là phải là âm nhạc tuyệt vời lắm. Tại vì để cho những người đi đường mà họ dừng lại họ nè, nghe. Ví dụ chị hát câu đi. Người đi ngoài phố, đi luôn thấy chưa? Thấy chưa? Khác liền. Anh là không có được đối xử với chị như vậy, phải đứng lại nghe chứ. Chị hát đi em làm cho. Người đi ngoài phố. Ủa, chị hát gì vậy? Khi mà Vũ nói ra cái câu này thì Vũ nghĩ là Khả Như sẽ hết hồn. Cái lý do mà Vũ làm cái tiết mục này là vì Khả Như hết. Cô nói trời ơi, đừng cho tôi thấy thằng Tèo nữa. Tự nhiên em bị đau lòng á anh Vũ. Và thật sự thì cô nghĩ rằng với chú Vũ là đây chắc là một cái hình ảnh cuối cùng con được làm như thế. Con không được làm như vậy nữa. Yes. Con phải tỏa sáng ở một sân khấu nha con. Bé Như, em có nhớ hồi cái tuần trước em nói với anh á, cái lý do em rơm rớm nước mắt, em nói là em không muốn thấy Tèo em ở trong cái hình tượng của một người bán kẹo kéo nữa. Dạ đúng rồi. Đó là lý do anh bắt buộc phải cho Tèo em bước vào một cái bộ đồ vest, mà vẫn phải giữ nó ở một cái sân khấu gần gũi nhất với em nó. Thì chỉ có nhạc bolero đường phố thôi. Xuất sắc. Khả Như đã có những cái lời nói, đã cho anh cái cảm hứng để mà làm cái tiết mục này. Vũ rất là bất ngờ với lại cái khả năng của Tèo em, Nhật Duy. Tại vì Trần Bảo thì mình đã biết cái khả năng hát bolero của em là rất 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 thành thạo rồi. Cái video trên mạng là gần 7 triệu view rồi. Nhưng tuy nhiên Tèo em là con thì hồi giờ con chỉ hát những bài dân ca thôi. Cho nên để hát được cái bài bolero ngày hôm nay là Tấn Bảo đã phải rất cực khổ. Và nói chung là hôm nay hai con làm cho thầy tự hào lắm. Thầy rất tự hào. Hy vọng là mấy con càng ngày sau cái cuộc thi này nữa sẽ càng tiến xa và có một cái tương lai tươi sáng hơn là những cái gì mà mọi người nghĩ. Một cái tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta. Ha ha ha. Xin được cảm ơn Tấn Bảo Nhật Duy. Tiếng gọi nhà đừng khai tăng tình đường thấm hồn ai biển sông sao gió lòng
trải qua bao mùa mưa nắng, qua bao cuộc đổi thay, mãi dâng cho đời bài tình ca. Đất phương từ phụ tướng bảo kiếm sắc phang lên đàn, vào ra luôn trong tinh nhàn, năm canh mơ màng em luôn trong tinh nhàn. Ôi gan vàng quằn đau ý, đường dù sai ông bước, xin đổ đừng phụ nghĩa tào kham. Đêm luôn trong tinh bạc ngài mỗi một. Chữ an bình an mau trở lại gia đàn, cho em chẳng bị đói ăn, mau trở lại gia đàn, cho em nhà. Trải qua bao mùa mưa nắng, qua bao cuộc đổi thay, mãi dâng cho đời bài tình ca. Đất phương Nam kiều khí mà quá yêu, kiều khí mà quá kiêu, quá kiêu nam nam đắp đáo tự phong. Người dân khác họ chăm nó thời kia, nay về thì mai thì mắm cỡ tôi ở bên kia, là ai đã chia lòng thương nhớ thương, là ai đã chia lòng thương nhớ thương. Kiều cái mà quá kiều, kiều cái mà quá kiều, quá kiều nắm đau nắm đau nữ phong. Người dân khác họ chẳng đó thời kia, nay về thì mai ở hằng ngày thì mắm cỡ tôi ở.
Xin chúc mừng Tấn Bảo và Nhật Duy. Cảm ơn hai con. Thưa quý vị, xin được giới thiệu phần hỗ trợ diễn xuất của nam ca sĩ Hoài Lâm. Cảm ơn Hoài Lâm. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn Lâm rất nhiều. Cảm giác của em thế nào với song ca với hai tài năng nhí này của mình? Em thấy quý vị ở đây đã có những tràng vỗ tay và điều đó cũng đã chứng tỏ nên là hai em rất là tài năng và hai em đã làm rất là tốt. Cảm ơn Lâm rất là nhiều đã hỗ trợ cho các em nha. Cảm ơn em. Bây giờ thì gia đình chúng ta đang rất là hồi hộp để chia sẻ. Xin mời gia đình Vân Vũ. Đã nói tới chung kết thì Vũ phải làm sao để tính ra một cái bài toán thật là tốt cho mấy đứa con của mình. Thứ nhất là nó phải vừa vặn, nằm trong khả năng của mấy cháu. Và thứ hai nó phải đặc sắc và nhiều yếu tố khác nhau hỗ trợ. Vũ mất gần 2 tuần để mà suy nghĩ ra cái tiết mục này. Và cái cảm hứng mà lấy cái tên Tinh Hoa Nam Bộ là từ ông đạo diễn của mình, đó là Hoàng Nhật Nam. Tại vì anh Hoàng Nhật Nam có một cái chương trình gọi là Tinh Hoa Bắc Bộ, rất hay ở ngoài chùa thầy. Cho nên Vũ đã lấy cái ý tưởng đó và Vũ suy nghĩ là ủa, miền Nam mình có những cái gì, những cái tinh hoa, những cái gì đẹp nhất. Đó là điệu hò, điệu lý và nhất là vọng cổ và những cái đờn ca tài tử. Trước khi mấy con lên sân khấu, chú đã cầu nguyện rất nhiều. Tại vì chú biết là cái bài này rất khó hát luôn. Nhưng mà hôm nay hai con hát nó hoàn hảo và nó hòa quyện đến một cách tuyệt đối luôn. Con làm cho chú hãnh diện, tự hào. Tự hào là được làm thầy của hai đứa con. Hai con đã cho mọi người thấy cái tinh hoa của miền Nam Bộ mình nó như thế nào. Thank you hai con. Các con may mắn là đã tìm được nhau. Các con là những mảnh ghép rất là hoàn hảo. Các con bù trừ và bổ trợ cho nhau. Đó chính là tình cảm chân thành mà chúng ta đã dành cho nhau. Cảm ơn các con rất nhiều. Cảm ơn cô. Bây giờ thì xin mời phần nhận xét của ba vị giám khảo khách mời. Cô muốn hỏi huấn luyện viên là vì sao con để cái hình của bác Út Trà Ôn trong cái bài này? Dạ thưa, khi mà con học về cái bài Dạ Cổ Hoài Lang đó thì con muốn tìm cái bài mà nó gốc nhất có thể luôn. Và một trong những bài đầu tiên mà con thấy hát cái bài Dạ Cổ Hoài Lang là của bác Út Trà Ôn. Và bác hát nó rất là mộc mạc. Và con đã mượn anh Hoài Linh cái bản gốc của nhạc sĩ Cao Văn Lầu khi mà viết cái bài này ra. Cái lời nó ngắn lắm. Con đã nhờ cháu con là Hoài Lâm hát theo cái phong cách của chú Út Trà Ôn. Và khi con để cái hình lên đó thì gần như là một cái sự tôn vinh một người nghệ sĩ miền Nam. Ông cũng là tinh hoa của miền Nam. Cho nên là đó là lý do tại sao mà con để lên đó. Xuất thân của bài này là do bác Cao Văn Lầu viết cái bài này trong tâm tưởng của một người đàn ông, nhưng mà viết về nỗi niềm của một người vợ. Nhưng mà đây là lần đầu tiên cô thấy ba người đàn ông ca rất là mùi cái bài này. Và hồi nãy đó anh Đức Huy có hỏi cô Xuân là tôi người Bắc tôi không ca được giọng cổ, chị Xuân ơi, tôi muốn tập lắm mà không thế nào tôi ca được hết trơn á. Mà trong khi dân miền Tây Nam Bộ thì hình như là người lái đò cũng ca được, người làm ruộng người ta cũng ca được. Nhưng hôm nay thì anh Huy có một cái chứng minh là có một cái chàng Bắc nho nhỏ ở Hải Dương đã ca những làn điệu dân ca của miền Nam rất là ngọt ngào. Cảm ơn con nhiều lắm. Và các con ơi, ngoài cái ca mùi của Bảo, ngoài cái ngọt ngào của Nhật Duy, thì bữa nay ở kế bên cạnh anh Hoài Lâm, cô nói này Hoài Lâm giận cô chịu nha Hoài Lâm, các con không có kém cạnh chút nào hết trơn. Các con ca nồng nàn, các con ca mượt mà. Cảm ơn hai chàng trai đã đem lại một cái không khí rất là miền Tây Nam Bộ. Và cái sự ngọt ngào của những cái làn điệu này, cô nghĩ là không phải trong chương trình này đâu, mà nó sẽ lan tỏa hoài và nó sẽ làm người ta nhớ tới các con. Dễ thương lắm, cảm ơn các con rất là nhiều. Chỉ trong một cái khoảnh khắc ngắn ngủi thôi mà tôi cũng đã cảm thấy cái tâm hồn của tôi được nâng lên. Vân và Vũ đã được xin phép gọi là đó là một ân sủng. Tất cả chúng ta đã được kết nối. Và hôm nay thì tôi được kết nối chút xíu thôi, nhưng mà tôi cũng cảm thấy là toại nguyện lắm rồi. Mới đầu thì một em hò, rồi thì tôi đang say mê lắng nghe, tôi nhắm mắt lại thì Nhật Duy vào ngay sau đó. Và nếu mà không có những cái ngân dung cuối câu đó thì tôi tưởng là hai em là một giọng. Tuyệt vời quá phải không? Phải không quý vị? Đã lâu rồi tôi không được nghe Hoài Lâm hát, nhưng mà Hoài Lâm nhắc nhở tôi
hình ảnh và yếu tố mà đòi hỏi của một người nghệ sĩ. Và hôm nay hai em cho tôi thấy cái tần số rung rất cao. Cộng với Hoài Lâm nữa, ba em đã có một cái sự đồng bộ. Tôi nói thiệt đó, nói theo ngôn ngữ miền Nam là trời nghe sao nó đãi dữ vậy. Là hai em đã truyền cho chúng tôi những cái cảm xúc luồng điện mãnh liệt. Và cái điều đó không dễ gì làm. Và tôi cũng chỉ mong rằng hai em càng giữ được cái ngây thơ, cái hồn nhiên của mình càng lâu càng tốt hai em nhé. Hai câu đầu nghe mùi mà muốn rụng rúng luôn á. Đúng kiểu miền Nam lâu ta lắm, nói đó. Lâu lắm không nghe chữ này đó. Có lẽ cái sự kết hợp này cũng khó có lại lần nữa lắm. Chỉ trong chỉ chương trình này thôi. Tuyệt đỉnh chỉ trong chương trình này vâng. thôi. Cảm ơn cô Kim Xuân. Xin mời danh ca Hoài My. Khi cô My nghe hai đứa con hát thì cô My cảm thấy là rất là cảm động. Những cái người mà thấm thía nhiều nhất và cảm động nhiều nhất là những người đi xa về. Mà nghe những cái bài hát này, nó lúc nào nó cũng cái tim mình nó làm như nó muốn rớt xuống. Cô chỉ nghe hai đứa con không thôi, cô cũng cảm thấy rằng tụi con đã làm rất tốt, phần nào ra phần đó, và rất là xúc tích. Tụi con rất có tài và hy vọng rằng tụi con sẽ tiến xa hơn nữa. Cảm ơn tụi con. Con cảm ơn cô. Không hỡi em, con chim nó hót vang đầu hè. Em thấy gì không hỡi em, con chim nó múa trên cành tre. Hót đi chim, hót cho mặt trời hồng quê ta. Hót đi chim, hót cho đời nhọc nhằn trôi xa. Cây mê che bóng mát mỗi chiều ta đứng chờ nhau. Như ngâm xưa như ngỡ sông lại bên dây phút đầu. Lời nào ngọt ngào cho nhau, tình nào hò hẹn mãi sao. Thôi ai xem như cuộc đời ngủ quên chìm vào lắng sâu. Hương vẫn còn người thương dương được vì nhà gần vui hơn. Ta hãy đóng cho thật tràn chén tình đậm đà ấm mến. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho mặt trời hồng quê ta. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho đời nhọc nhằn trôi xa. Còn rung động mùi thơm thơm đường về nhà.
được cảm ơn Đức Vĩnh, Quỳnh Anh. Mời hai con đắng lại sân khấu. Rồi, cho chú hỏi, sau một năm quay trở lại chương trình này thì cảm giác của con thế nào? Con cảm thấy rất là vui khi được gặp lại thầy cô và các chú, các cô chú ekip và được làm quen với các bạn mới. Qua một năm con có cao hơn ông Vĩnh? Không cao vậy nào. Chú rất là tự hào khi nhìn thấy bốn đứa trên sân khấu. Mấy con là những món quà để giúp cho cái tâm hồn chú nó trẻ trung hơn và chú có thể thỏa thích ở trong cái cảm xúc của mình. Mọi người không có biết đâu, tại vì nguyên một tháng vừa qua là Vũ toàn là lưu diễn ở nước ngoài không à. Cho nên là tối nào á, mấy thầy trò cũng FaceTime với nhau, mỗi đứa một cái điện thoại, rồi xong rồi cùng hát với nhau ở trên điện thoại để mà tập. Hôm nay bốn đứa hát rất tốt, rất dễ thương, đáng yêu lắm. Cảm ơn chú Vũ. Thưa quý vị, sẵn tiện đây thì có ba cô chú giám khảo, hai con dành cái đoạn ngắn thôi, một cái bài mà năm ngoái lấy nước mắt của rất là nhiều người, bài Sao Mưa Giông có được không? Yeah. Dẫu mà trời còn làm mưa lâu dài, giọt buồn giọt tuổi đêm ngày, cây cột mẹ rủi mái lá nghèo cũng đừng giọt xiêu. Dẫu mà cơn nắng bấy lâu mà dây bầu, mày còn không héo mới mưa dầm, mày lại héo vậy. Cảm ơn con. Qua một năm rồi mà chú vẫn nổi da gà khi nghe các con hát. Hát cái gì mà như có máy phát nhạc ở trong cái cổ họng vậy trời. Lên cái lớp héo mà người nó muốn quéo. Rồi bây giờ hai con đứng đây. Xin mời vị giám khảo chia sẻ đôi điều. Hồi nãy thì cô với cô Họa My á, có ngồi nói về thí sinh của năm nay. Tại sao các con, các cô, các cậu hát nhạc miền Nam ngọt ngào vô cùng luôn. Hát mà nó như rót vào tim á. Và nãy khi bốn đứa ra hòa ca đó, thì cô mới nói là đúng là âm nhạc nó đi vào lòng người. Các con đã làm được những điều tuyệt đẹp. Hy vọng rằng đây sẽ là những cái kỷ niệm rất là đáng yêu của các con khi lớn lên. Cảm ơn các con rất là nhiều. Cảm ơn cô Xuân. Năm ngoái thì cô Ốc được gặp mà hai bạn Đức Vĩnh, Quỳnh Anh qua TV thôi. Năm nay thì mới được gặp các bạn ở ngoài. Không hiểu tại sao cô có cảm giác giống như là các con đã thân với nhau từ lúc nào vậy đó. Từ khi mà gắn kết với chú Vũ á, ở chương trình này á, cô thấy rất là trân quý những con người lúc nào cũng nghiêm túc. Và một cái sự rung cảm đặc biệt mà họ luôn dành cho những người xung quanh. Điều đó thể hiện rất là rõ trong những tiết mục mà chú Vũ đã làm cho các con tại chương trình này. Và may mắn là cô được ở bên cạnh chú Vũ để được cảm nhận và được cùng làm với chú Vũ. Cảm ơn Vũ rất là nhiều vì mình đã được ngồi với nhau, mình đã được cười với nhau và mình cũng đã từng được khóc với nhau. Hình như khóc nhiều hơn cười vậy. Và với tiết mục vừa rồi, cô nghĩ đó là một cái hình ảnh rất là đặc trưng cho đội của mình. Riêng tại sân chơi này, cô cảm thấy rằng cái màu sắc mà chú Vũ cùng với cô đã làm cho đội của mình là đúng nhất cho con người của tụi con. Đó là những cái gì nó chân thành nhất. Chúng ta đã nắm tay nhau làm điều đó cho tới bây giờ rồi và vẫn sẽ tiếp tục như vậy dù kết quả đêm nay có như thế nào con nhé. Cảm ơn cô. Ốc cũng nhiều. Quê hương là tiếng gọi đầu môi.
bài ca giao hát ru đầu sẽ là một cô bé vô cùng đáng yêu và có chất giọng ngọt ngào. Con xin chào các thầy cô và quý vị khán giả. Con tên là Phạm Hoàng Phương Nhi, năm nay con 11 tuổi và con đến từ huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Sau đây con xin trình bày ca khúc Mẹ Thương. Xin mời các thầy cô và quý vị khán giả cùng lắng nghe. Thank you.
đó chính là Phương Nhi. Con mới cất lên câu đầu tiên là cô rất là thích rồi. Bởi vì con sở hữu một chất giọng rất là khỏe, bắt mít và dày nữa. Độ vang rất là tốt, cái biểu cảm trên gương mặt cũng như là giọng hát của con rất là tốt. Tuy nhiên rằng con vẫn có một số cái hạn chế nhỏ từ cái vấn đề là rung những cái chữ á, con còn thiếu cái đó. Thì nếu mà con về đội của cô thì cô sẽ giúp cho con cải thiện và càng ngày càng điêu luyện hơn về cái kỹ năng đó. Xin cảm ơn cô. Nhi ơi, không phải là bấm trước là được là ưu tiên đâu con. Con phải nhớ là khi mà con bước ra là con mặc cái bộ áo dài là chú ngay là cái này là thế nào cũng hát mang âm hưởng dân ca rồi. Âm hưởng dân ca là phải về đội của thầy Đại. Mà tại sao thầy Đại bấm trễ? Con bước ra con giới thiệu con 11 tuổi thì thầy phải nghe con kỹ hơn các bạn khác. Bởi vì mình lớn hơn mà thì mình phải bị soi nhiều hơn. Anh hả? Em không hát dân ca hả? Sao mà hát dân ca là về đội em thì trữ tình nhiều hơn, còn anh dân ca nhiều hơn đó. Em phải hát trữ tình vậy phải không quý vị? Không thì em trữ tình là nhiều nhưng mà mọi người là em là ngọc nữ bolero, còn anh là bên là mà... dân ca. Vậy bây giờ nói có sách mắt có chứng, Tố My hát một câu dân ca nè để làm lại thầy Quốc Đại các bạn nè. Con mở đỏ đúng không? Cô sẽ đúng hát rồi. Một đoạn trong bài Phải Lòng Con Gái Bánh Tre nha. Bầu sang phà rạch miêu, qua lẻo đẻo theo sao, đôi bóng trăng trên đầu hương như áo cô dâu. Áo bầu đỏ cánh kiên, da bầu vàng phù sa, mặt người con ơi, xanh nước biển. Con đang mặc áo đỏ, con phải về với cô nha. Yeah. Áo màu xanh nước biển rồi kìa con. Đỏ với xanh nước biển con ơi. Mà đặc biệt cô mến bật mí nè, cô Tố My có quà cho con á. Đúng đó. Rồi. Nào My hãy tặng quà cho con. Đây con, nhanh lên. Lúc nãy là cô đã mua đội chú Quốc Đại rồi nên bây giờ cô quyết phải lấy lại thôi. Phải từ từ bình tĩnh bình tĩnh. Đi con. Cô Phạm Lịch. Khi mà con bước ra sân khấu ấy, sau khi phần giới thiệu con xong ấy, nhạc nói lên một cái là cô phải quay qua nói chú Đại là trời sao chuyên nghiệp quá vậy. Chuyên nghiệp quá vậy. Quá chuyên nghiệp luôn. Gọi là những cái sai sót ở trong một cái tiết mục của mình là đôi khi nó sẽ vẫn xảy ra. 9 trên 10 là mình không tính rồi, nhưng mà cái này là cô thực sự là rất là phục con. Con cứ lấy quà đi con, lấy đi rồi về về đội của cô. Con ơi. Đây. Con hồi nãy cô mến có nói là bây giờ con có về đội thầy thì quà cũng sẽ được tặng. Đó. Thì đúng rồi, bây giờ nói chung là tặng quà là sẽ tặng quà đó. Dạ. Phù dạ. Hợp với con đúng dạ, không? Dạ, thầy Đại với lại cô Phạm Lịch là cảm ơn cô Tố My với lại cô Quỳnh Mến đã lên tặng quà cho con rồi dắt con về đội của thầy. Trời ơi, tới mức đó mà họ cũng mình lên đón luôn đi. Đứng đây đi, cô Mến với lại cô Mến với cô My là bây giờ con có rất là nhiều quà. Trời ơi. Không biết là con thích quà gì vậy? Nè. Con muốn cái nào? Con có thích ăn bánh bao không? Trời ơi. Giờ chẳng lẽ tôi lên nữa trời. Bánh bao dễ thương. Hai cô. Đây. Hai cô. Đây, con có thích cái hai chú. Hai cô. Tặng quà xong để nữa. Con quyết định đi. Lâu lâu mới có cơ hội con ơi. Lấy đại đi. Sao mà lên tranh thủ tình cảm lâu quá vậy? Ủa trời sao lên đây rồi? Rồi có thôi, gì đừng, cũng lên. Đừng, người ta có tâm lên chứ. Con tôi nữa rồi. Trời ơi, tóc con thơm quá. Trời ơi. Tình là đất. Đừng nói nữa. Đừng nói nữa. Để cho con bình tĩnh. Rồi con, xin mời con. Con có thích không? Lấy đi con. Con lấy hết cũng được. Vậy là con hơi giảm hết luôn cũng được. Con cấm tôi nói mà cho ông bảnh nói vậy. Thôi đi nè. Giờ hai bên luôn bây giờ mình. Nó không có giá trị nó. Bây giờ mình không nói luôn. Không bây giờ con rất khó dụ quá. Rồi, bình tĩnh. Rồi con. Con chọn quà đi, con thích quà không? Hay là con nói là con không thích quà luôn. Con về với đội nào con nắm tay đội đó con về luôn nè. Dạ con về với đội nào con nắm tay đội đó. Cô hồi hộp lấy con cứ lấy đi. Con cứ thoải mái thôi. Ê cô mến nha. Rõ tay thầy cô nó mến, con tay thầy nó con. Cô mến đưa quà đây. Thôi bây giờ cho em chọn đi. Dạ là cả hai đội con đều yêu thích nhưng mà con chỉ chọn được một đội thôi. Nhưng con xin chọn đội dạ đội của thầy Quốc Đại và cô Phạm Lịch ạ. Vậy là vừa mất quà rồi vừa mất luôn thí sinh. Anh phải
Thanh Kiều. Nó tiếp ôm cái đi, lấy hên đi, ôm cái lấy hên đi về. Hèn chi con nó không dám nhận quà. Thôi nhưng mà đã nói rồi, con cứ nhận mà, đúng không? Cô cũng tặng cho con hết nha, con cố gắng nha. Trời ơi, tiếc quá. Dễ thương, một tràng vỗ tay cho em nhỏ đó. Rồi, chúc mừng con. Chúc mừng Phương Nhi đã về với đội thầy Quốc Đại và cô Phạm Lịch. Rất là khen con, bởi vì là con dám hát ca khúc này, một ca khúc Nam Bộ rất là khó. Tuy nhiên rằng là con phải có những cái gì đó mà nó phải vượt trội hơn một tí xíu nữa. Con có hát được ca cổ không? Dạ không, mà con hát được Hồ Quảng. Oh. Wow. Một cái màu rất là mới, rất là lạ luôn. Giang hồi trống liên hùng kinh, quân kỳ bay rộn ràng. Đã đến lúc ngăn giấc thu, xin giữ lời thề. Hiên ngang sung lướt tung đôi cánh chim bằng. Và đội của cô Tommy và Huỳnh Mến đã lựa chọn con. Cô nhận con một phiếu nhưng mà con phải cố gắng thật là nhiều hơn ở những vòng sau nha. Thí sinh sẽ khép lại tập 2 vòng. Chào quý thầy cô và quý khán giả, con tên là Nguyễn Tấn Tài, nickname của con là Công Tử Miệt Vườn. Con sinh ngày 17 tháng 3 năm 2011, con đến từ Tiền Giang, nơi sinh của con là Bệnh viện Đa Khoa, khu 3 thị trấn Cái Bè. Dạ hôm nay đến với chương trình này, con xin trình bày nhạc phẩm được mang tên Về Miền Tây. Thank you.
này. Cuối cùng, cái bài hát này kết thúc thì con đã được sự lựa chọn đến từ lớp của thầy Quốc Đại và cô Phạm Lê. Con vui không? Vui. Ủa sao cười lên, hàm răng cửa nó hơi bị trống trải nhỉ? Dạ, con hay răng. Con có hay ăn kẹo không mà bị sao răng? Dạ, cũng hay ăn kẹo nhưng mà ăn kẹo ít. Ăn kẹo gì? Dạ, ăn kẹo trái cây. Ừ, đó, chú ăn trái cây quá. Chú Minh Sù, dạ? Tới tuổi này là con thay răng chứ không phải tại con sâu đâu. Thì đó, nhưng mà có mấy cái nó hơi đen đen nhẹ. Không sao cả con à. Ngày hôm nay, giọng hát của con quá là dễ thương. Cho nên con được sự lựa chọn đến từ thầy Quốc Đại rồi. Và không biết là thầy có cái cảm nghĩ như thế nào không ạ? Con ơi, con hát rất là dễ thương luôn á. Thầy Đại nghe con hát là thầy Đại tưởng tượng thầy Đại đang đi miền Tây. Không bấm làm sao được, phải bấm thôi. Con tập bài này lâu không? Dạ lâu rồi. Vậy thì con đến với chương trình này á, con có mong muốn trở thành quán quân luôn không? Dạ muốn. Yeah. Muốn hả? Con có quyết tâm không? Dạ quyết. Quyết hả? Dạ. Thầy Đại khoái vậy đó. Quyết. Đúng rồi, bây giờ là mình muốn cái gì thì trong tư tưởng mình phải nói là mình làm được trước đã. Đúng. Rồi được hay không tính sao? Con nói đi, con sẽ là quán quân của thử tài siêu nhí. Rồi 2, 3. Con chính là quán quân của thử tài siêu nhí. Yeah. Dạ điều này sẽ có ở trong tương lai. Có hay không xin mời con về với đội của thầy Quốc Đại và cô Phạm Lê. Trời ơi. Chúc mừng cho đội của thầy Quốc Đại và cô Phạm Lê luôn. Có thể nói là càng về sau thì có nhiều các bạn tài năng nhí, dễ thương và đáng yêu hơn nữa đúng không ạ? Đến từ nhiều độ tuổi hoàn toàn khác nhau. Và để xem thí sinh tiếp theo sẽ là ai? Xin mời! Mưa dài nắng đổi lấy chén cơm thơm ngọt như sữa mẹ mát ngọt đời con. Sông quê tôi đổ về ba ngã, cây trái ngọt uống dòng phố xa. Đường qua trường cánh có người bạn qua, tùa trẻ tùa hiếu ba lư thiền. Lòng đau dù đi bốn biển năm châu, xa quê rồi mới hiểu lòng đau. Ai
cận của lữ khách phương xa. Một cái hót tay cho Trung Hậu. Wow, tiết mục rất là hoành tráng đúng không ạ? Chú thấy có một đoạn rất là vui, đó chính là con hát xuống xề cái con giật cái mình. Trời, chú ngồi dưới chú cũng muốn té ghế luôn. Quá trời đi, 12 người, thường vũ công là chỉ 8 người thôi. Dạ. Tại vì sân khấu này mà, đây chơi 12 người lại lấy dân số đè luôn. Đã vậy chương trình còn đàm đầy đủ hết rồi, cỏ ha, ra tới lúc mà gặt được lúa. Những chỗ nào nhỏ con tôi nó hát nó bị đơ đứng chỗ, cái là cái dàn bọc bọc nhỏ liền. Tại vì biết ông xảo thuật của huấn luyện viên quá dữ dội. Ông thấy chỗ nào không được, ông đẩy vô, ông xào, ông trẻ, ông đưa người, đưa gái đẹp qua, tôi lo tôi ngắm gái đẹp. Tôi quên hết trơn, nó xuống chữ bờ một cái, tôi lội qua bờ luôn rồi. Nhưng mà tại vì con hát hay con ơi, con cái cố chất của con, cái giọng con hay, nít mà hát phải chật chứ đâu hát trúng bài của Trang lâu lâu phải chật mà. Dạ. Nhưng mà tôi khoái, bởi vì á, con hát xuống chữ bờ mà con thấy con chưa vô được tới bờ, con giật mình, cái duyên lắm. Cảm ơn cô Diệt Hương, còn cô Đăng Trang thì sao ạ? Con có một cái chất giọng rất là đặc biệt, rất là tự nhiên. Và do cái giọng của con nó quá vang, quá sáng, cho nên khi con hát, con cảm giác nó bị cao hơn cái bình thường. Và cô mong là con phải tự biết mình đã có được cái giọng hát hay rồi, thì mình phải kiểm soát chặt chẽ từng cái nốt nhạc của mình khi mình hát nha con. Nhất là mình hát cải lương nữa đúng không? Cảm ơn bà giám khảo. Còn thầy Quốc Đại nè, cô Phạm Lịch nè, có chia sẻ cảm xúc như thế nào mà đã lên tới đây rồi, mình thầy thì không thể nói là tại bị cái này cái kia, nhưng mà xin phép là chia sẻ thêm. Bởi vì ca cổ thì khi mà hát giọng cổ thì con chỉ có một, có thể hát một cái dây đó thôi, cái tông đô thứ thôi, cái dây đó là tông đô thứ của giọng cổ. Mà cái bài khi mà một cái bài tân nhạc là Sắp Sờ Bay Sóc Trăng thì khi mà con hát chính thì nó không phải là cái tông đô thăng thứ. Nên khi mà cái chuyển từ một tân nhạc qua vô câu giọng cổ, có lẽ là con chưa quen, thầy Đại đưa ra một cái bài hơi khó chịu với con. Đây là một cái rút kinh nghiệm của thầy nữa. Và đặc biệt là dòng này thì Hậu chỉ có một ngày một để tập được với Quốc Đại. Tại vì cái lịch thi đang là cái lịch kiểm tra học kỳ của con ở trường. Nên hôm nay con đã làm như vậy thì thầy cảm ơn con rất nhiều, là con đã nỗ lực rất nhiều. Dù có đi tiếp hay không, con hãy tự tin đi, bởi vì ban giám khảo rất thích giọng hát của con. Cảm ơn thầy Đại. Rồi tự tin lên, chờ kết quả. Một tràng hô tay nữa cho Trung Hậu. Bé làm sao với mẹ? Không sao, không sao đâu. Cứ mỗi lần mà cứ quay vòng tròn ở chỗ đó là cái vai mẹ nó đau à. Thì thôi mẹ ngồi xuống đi. Mà con đã nói với mẹ rồi, mỗi khi mẹ diễn tới cái khúc này là mẹ cứ bị đau hoài à. Hay là hôm nay mẹ đừng có diễn chung với con được không? Sao vậy? Sao không cho mẹ diễn với con? Dạ, chỉ có học sinh diễn thôi. Bây giờ không diễn cũng được. Vậy mẹ chở con tới trường, xong mẹ ngồi dưới mẹ cổ vũ cho con. Mẹ mà đi là con rung, con không múa được. Mẹ ngồi khuất cái con đâu có thấy mẹ. Con thấy mẹ thì con đâu có rung. Thôi, mẹ mà đi con rung, con múa được là con rớt á. Thôi, không cho đi thì không đi ha. Dạ. Một cái mặt kìa. Nè, bây giờ nghe lời mẹ, mẹ chở con tới trường con thi. Thi xong rồi giờ mẹ lại mẹ rước con về, xong mẹ dắt con đi ăn kem, chịu không? Dạ chịu. Rồi đi đi nhanh nhanh để trễ giờ bây giờ. Mẹ. Hả? Trời ơi, cái gì vậy? Ủa con bị gì hả? Dạ không. Chúng sơn hay sao vậy? Hay là mẹ để con ở đây đi. Để con đi bộ vô trường. Quên nữa, mình đi bộ cho thả lỏng tay chân mình đi múa được đúng không? Đi đi dạ. Đi 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 đi. Mẹ. Hả? Hay là mẹ đi trước đi, hôm nay là bữa đầu tiên mẹ đi làm mà. Thôi được rồi, bữa nay biết lo cho tôi nữa. À đi nè. Ủa? Chào bạn. Nè mọi người, nghe nói tối nay bạn Hân đi thi văn nghệ mà sao mặc đồ kỳ á? Mặc đồ vừa xấu mà vừa cũ nữa chứ. Nè, mình đang nói chuyện với bạn đó nha. Hay là bạn sợ mình nói tới mẹ của bạn? Nè, bạn không được đụng tới mẹ mình nha. Mình thích đó thì sao?
Nè mọi người, biết gì không? Mẹ của bạn Hân bị gù. Sao? Mình nói không đúng hả? Mẹ của bạn bị gù. Bạn làm gì vậy? Mình đã nói là bạn không được đụng tới mẹ mình mà. Mình thích nói, mình vẫn thích nói. Mình đã nói bạn đừng có nói nữa mà. Ui. Bạn có sao không? Bạn trời không ơi. Con ơi con. Ôi, bị cái gì vậy nè? Sao té vậy con? Con kìa. Đứng lên con. Sao vậy nè? Ủa, thì ra là chị đó hả? Dạ, chào chị. Chị à, sao chị để con, chị đánh con tôi vậy? Nhiều khi chị hiểu lầm đó, con nít mà nó giỡn với nhau rồi nó đụng tay đụng chân rồi nó lỡ té đó chị. Con chị nó rất là vô lễ, mà sẵn đây tôi nói cho chị biết, tôi là hội trưởng hội phụ huynh. Con chị cứ vô lễ như vậy hoài thì có thể nó sẽ bị đuổi học đó chị. Chị, Hân đứng nghe nè. Con qua con xin lỗi bạn đi. Con có qua xin lỗi bạn đâu. Qua xin lỗi con bạn. Con có qua xin lỗi anh đâu. Con đâu có làm gì sai đâu. Sinh con ra mà không dạy được con cũng là một thất bại của người mẹ đó chị. Thôi em thay mặt Hân á xin lỗi cháu nữa. Còn chị nữa, hình như tôi nhớ bữa nay là ngày đầu tiên chị đi làm giúp việc cho nhà tôi đúng không? Dạ đúng rồi chị. Thôi từ bây giờ chị khỏi đến nữa nha. Đi ơi, con. Mình hiểu lầm á, có gì mình từ từ mình nói. Thôi chị, được rồi. Có gì mình nói chuyện với nhau. Tôi không muốn nhận gì nữa. Ây da. Con làm cái gì vậy hả? Chị, con em dạy. Về dạy lại con chị đi. Ai cho con cắn người ta vậy hả? Ai biểu người ta coi thường mẹ chơi. Con đã nói với mẹ rồi, cái gì mà cũng nhường hết á. Mẹ không làm được chỗ này thì mẹ làm chỗ khác. Mẹ cứ để tao kinh thường mẹ hoài à. Đứng lại. Ai cho con nói gì với mẹ? Ai dạy con hổn như vậy hả? Con không cho mẹ diễn chung với con. Mẹ cũng chiều con. Con không cho mẹ tới trường cổ vũ văn nghệ con. Mẹ cũng làm theo ý con rồi. Bây giờ tới cái chuyện mà hằng ngày đưa con đi học, con cũng không cho mẹ đưa con tới trường nữa. Tại con sợ bạn bè con nhìn thấy mẹ rồi cười con đúng không? Con xấu hổ vì con nghe mẹ như mẹ lắm đúng không hả? Mẹ ơi, mẹ hiểu lầm con rồi. Không phải là con sợ người ta cười con, mà con sợ người ta kinh thường mẹ làm cho mẹ buồn. Nhưng mà con không có muốn thấy mẹ buồn. Trời ơi con tôi. Mẹ thương con như vậy làm sao mà con xấu hổ được. Con xin lỗi mẹ. Mẹ cũng xin lỗi con ơi. Thôi nè, đến giấc nào mất khóc nữa nè. Đi văn nghệ, trễ giờ rồi. Xe tôi đâu rồi, đưa con tôi đi văn nghệ. Mẹ, hay là mẹ múa với con đi.
gió theo con phía sau, đưa con đi thanh thang bước chân là nhớ có mẹ. Mẹ là ánh sáng của đời con, là vầng dương trên cao mang. Trái tim mẹ tựa như biển trời, là nơi chốn quay về bình yên. Trái tim mẹ tựa như biển trời, là nơi chốn quay về bình yên. Con có tố chất làm diễn viên, giọng nói con rất là tốt. Con diễn, con biết tiết chế, con biết cách là con phải làm cái gì. Nhưng mà cái bài dựng này cho con, cái vở này cho con hơi bị nặng. Con diễn xuất nó vô cùng là tự nhiên ha. Con chưa có qua trường lớp, nhưng mà cũng nhờ như vậy là tụi con có được cái sự tự nhiên. Cộng với cái bản thân của con là một em bé rất là nhạy bén với nghệ thuật, cho nên con mới có được những điều đó. Cô rất là thích cái phần trình diễn của con. Cảm ơn con. Con diễn giống như hơi thở của con, như tiếng nói của con. Tất cả mọi cái nó nhẹ nhàng, nó toát ra. Và chính vì thế làm cho cái phần trình diễn của con nó trở nên nó nhẹ nhàng, nó dễ chịu lắm. Con đã làm rất tốt trong cái vai diễn khó này. Cảm ơn chú. Xin cảm ơn ba giám khảo. Mai khoe sắc dưới nắng xuân vàng, bánh chưng bánh tét mướp bi mè gừng, kỳ nhang thơm hương khói tết để tâm khô cúc kiều chớp chuồng chen chen xuân về. Trong lần đón tết khắp xóm thôn làng, đón đưa ông táo cá chép lên trời. Xuân năm nay xin kính chúc luôn an khang phước lộc, nhà nhà cùng vui bình an. Chiều 30 dân hương lễ chùa, kìa mâm quá kính rước gia tiên. Cầu dừa xoài thơm đu đủ thêm sung túc hơn. Ngày đầu năm vui như trái hồi, niềm hạnh phúc đất nước yên vui. Thần tài về đây theo mọi người sang giàu hơn. Ngày mùng hai ai đi hái lộc, mừng tết mới kính phúc an khang. Lì xì đầu năm con chúc ông trăm tuổi hơn. Ngày mùng ba em đi lễ hội, cùng gia quyến đón tết hân hoan. Ngập ngừng tình duyên em ước mong cùng ai xuân đoàn. Sắc dưới nắng xuân vàng, bánh chưng bánh tét mướp bi mè gừng, kỳ nhang thơm hương khói tết để tâm khu cúc kiều chập chùng chen chen xuân về. Trong lần đón tết khắp xóm thôn làng, đón đưa ông táo cá chép lên trời.
xuân năm nay xin kính chúc luôn an khang phước lộc, nhà nhà cùng vui bình an. Chiều 30 dân hương lễ chùa, kìa mâm quá cứng rất gia tiền, cầu dừa xoài thơm đu đủ thêm sung túc hơn. Ngày đầu năm vui như trái hồi, niềm hạnh phúc đất nước yên vui, thần tài về đây theo mọi người sang giàu hơn. Tuổi hơn ngày mùng ba em đi lễ hội cùng gia quyến đón Tết hân hoan, ngập ngừng tình duyên em ước mong cùng ai xuân đoàn viên. Xuân ơi xuân đoàn viên. Mưa dày nắng đổi lấy chén cơm tôm ngọt như xưa mẹ mắt ngọt đời con, sông quê tôi đổ về ba ngã, cây trái ngọt uống dòng phố xa, đường qua trường cánh có người bạn qua, tùa về tùa hiếu ba lư thiền. Mới hiểu lòng đau, ai có đi xa nơi chốn nhau, cánh rung mây tâm tia rồi nhớ nhung và viết trong lòng. Hương vị muôn nước lèo đã sang quê em, bánh bia dùng thơm ngọt lòng trao du khách. Điệu múa lâm tôn đêm chùa giới cai hội nói nhân ân tình. Một cái hót tay cho Trung Hậu.
Wow, tiết mục rất là hoành tráng đúng không ạ? Chú thấy có một đoạn rất là vui, đó chính là con hát xuống xề cái con giật cái mình. Trời, chú ngồi dưới chú cũng muốn té ghế luôn. Quá trời đi, 12 người, thường vũ công là chỉ 8 người thôi. Dạ. Tại vì sân khấu này mà, đây chơi 12 người là lấy dân số đè luôn. Đã vậy chương trình còn đàm đầy đủ hết rồi, cỏ ha, ra tới lúc mà gặt được lúa. Những chỗ nào nhỏ con tôi nó hát nó bị đơ đứng chỗ, cái là cái dàn bọc bọc nhỏ liền. Tại vì biết ông xảo thuật của huấn luyện viên quá dữ dội. Ông thấy chỗ nào không được, ông đẩy vô, ông xào, ông trẻ, ông đưa người, đưa gái đẹp qua, tôi lo tôi ngắm gái đẹp. Tôi quên hết trơn, nó xuống chữ bờ một cái, tôi lội qua bờ luôn rồi. Nhưng mà tại vì con hát hay con ơi, con cái cố chất của con, cái giọng con hay, nít mà hát phải chật chứ đâu hát trúng bài của Trang lâu lâu phải chật mà. Dạ. Nhưng mà tôi khoái, bởi vì á, con hát xuống chữ bờ mà con thấy con chưa vô được tới bờ, con giật mình, cái duyên lắm. Cảm ơn cô Diệu Hương, còn cô Đăng Trang thì sao ạ? Con có một cái chất giọng rất là đặc biệt, rất là tự nhiên. Và do cái giọng của con nó quá vang, quá sáng, cho nên khi con hát, con cảm giác nó bị cao hơn cái bình thường. Và cô mong là con phải tự biết mình đã có được cái giọng hát hay rồi, thì mình phải kiểm soát chặt chẽ từng cái nốt nhạc của mình khi mình hát nha con. Nhất là mình hát cải lương nữa đúng không? Cảm ơn bà giám khảo. Còn thầy Quốc Đại nè, cô Phạm Lịch nè, có chia sẻ cảm xúc như thế nào mà? Đã lên tới đây rồi, mình thầy thì không thể nói là tại bị cái này cái kia, nhưng mà xin phép là chia sẻ thêm. Bởi vì ca cổ thì khi mà hát giọng cổ thì con chỉ có một, có thể hát một cái dây đó thôi, cái tông đô thứ thôi, cái dây đó là tông đô thứ của giọng cổ. Mà cái bài khi mà một cái bài tân nhạc là Sắp Sờ Bay Sóc Trăng thì khi mà con hát chính thì nó không phải là cái tông đô thăng thứ. Nên khi mà cái chuyển từ một tân nhạc qua vô câu giọng cổ, có lẽ là con chưa quen, thầy Đại đưa ra một cái bài hơi khó chịu với con. Đây là một cái rút kinh nghiệm của thầy nữa. Và đặc biệt là dòng này thì Hậu chỉ có một ngày một để tập được với Quốc Đại. Tại vì cái lịch thi đang là cái lịch kiểm tra học kỳ của con ở trường. Nên hôm nay con đã làm như vậy thì thầy cảm ơn con rất nhiều, là con đã nỗ lực rất nhiều. Dù có đi tiếp hay không, con hãy tự tin đi, bởi vì ban giám khảo rất thích giọng hát của con. Cảm ơn thầy Đại. Rồi, tự tin lên, chờ kết quả. Một tràng hô tay nữa cho Trung Hậu.